chào mừng các bạn đã đến với bản tin về xe. Toyota Innova thế hệ mới chính thức ra mắt tại thị trường Thái Lan với tên gọi là Innova Zenith. Xe được phân phối với hai phiên bản là bản Smart có giá là 1.379.000 baht, tương đương với khoảng 958 triệu đồng, và bản Premium có giá là 1.479.000 baht, tương đương khoảng 1.027 triệu đồng. Thông tin chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ. Toyota Innova 2023 được Thái Lan phát triển dựa trên nền tảng khung gầm DNGA. Kích thước tổng thể, dài, rộng, cao lần lượt là 4760 x 1850 x 1790mm. Chiều dài cơ sở là 2850mm. Khoảng sáng gầm là 185mm. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Innova Zenith 2023 có thiết kế mang phong cách SUV. Các trang bị ngoại thất tiêu chuẩn ở thị trường Thái Lan bao gồm đèn pha LED phản xạ đa hướng với tính năng bật tắt tự động, giả đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù phía trước, đèn hậu LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, cửa cốp chỉnh điện với cảm biến đá chân mở cốp, mâm xe hợp kim kích thước 18 inch. Bên trong khoang nội thất, Toyota Innova Zenith 2023 bố trí không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Một số trang bị nổi bật của xe bao gồm vô lăng chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ 7 inch, màn hình điều khiển trung tâm 10.1 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt, điều hòa tự động có tính năng sưởi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 6 hướng, hai ghế thương gia đi kèm bàn gấp, hàng ghế thứ 3 có thể gập với tỷ lệ 50-50. Ngoài ra, xe còn sở hữu một cổng sạc USB Type-A, 3 cổng sạc USB Type-C, 2 cổng sạc điện, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và hệ thống đèn viền nội thất công nghệ LED. Bản Premium có thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 6 túi khí, xe còn trang bị gói Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như hệ thống cảnh báo trước khi va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm tốc độ tự động khi ôm cua, cảnh báo lệch làn đường kèm hỗ trợ đánh lái, hệ thống giữ xe giữa làn đường và đèn pha tự động. Camera 360 độ sẽ chỉ dành cho phiên bản Premium cao cấp nhất. Cả hai phiên bản của Toyota Innova 2023 tại Thái Lan đều được trang bị hệ thống truyền động Hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít và motor điện, động cơ xăng cho công suất 152 mã lực và mô men xoắn cực đại là 188 Nm, trong khi motor điện cho công suất là 113 mã lực và mô men xoắn cực đại là 206 Nm. Tổng công suất mà hệ thống truyền động cho ra là 186 mã lực đi kèm hộp số tự động eCVT cùng hệ dẫn động cầu trước FWD. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco, Power và EV. Tại thị trường Việt Nam, dự kiến Toyota Innova 2023 sẽ ra mắt vào quý 3 năm nay với ít phiên bản hơn thế hệ cũ nhưng thêm tùy chọn động cơ Hybrid. Theo chia sẻ từ đại lý, Toyota Innova 2023 sắp ra mắt tại Việt Nam sẽ được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thay vì lắp ráp trong nước như hiện tại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận của các bạn về mẫu xe này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.